Vâng, em xin chào anh em. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu anh em bộ dàn Kenworth VH7. Đây, bộ Kenworth VH7 nha anh em. Thì tất cả ba thớt đều VH7 đồng bộ nha. Em không có ghép thớt hoặc ghép lo khác nha. Đúng bộ thớt và lo đều VH7. Đúng bộ nha anh em, không có ghép lo nha anh em. Thì cái bộ này về thì nó có được ba thớt. Thì đặc biệt của nó là được ba thớt có thêm thớt băng. Thường thì anh em thấy về thì chỉ có nó có hai cục thớt này thôi. Thì nếu có ba thớt thì mình trưng bày nó đồng đều, nó đẹp mắt. Thì con này có thể mình để ngang hoặc để đứng gì nó để ngang cũng được, mà mình để lật lên để đứng cũng được. Nó tùy theo cái diện tích của mình. Nó dễ, mình để đứng thì màn hình nó có thể xoay đứng theo. Con này rất hay và độc đáo nha anh em. Thì con này là chạy CD, MD và băng cassette. Thì cái đầu âm ly của nó là kim luôn là tuner radio và kim luôn CD nha anh em. Đầu âm ly 3 trong 1 nha. Thì MD chạy riêng, rồi tép băng chạy riêng, con này chạy nguồn riêng hết nha anh em. Chạy ba nguồn riêng nha. Thì cái thằng CD, MD băng cassette là chạy rất tốt, không có lỗi lầm. Còn cái thằng radio này thì nó có được là full tần số là FM 108 nha anh em. Anh em nghe có thể nghe FM full tần số nha. Thì cái kích thước của cái bộ này á, thì nó chiều ngang nó là 60, chiều sâu 30 và chiều cao là 28 nha. Ngang 60, sâu 30 và cao là 28. Bộ vàng rất đẹp nha anh em. Đấy, bộ vàng mặt tiền đẹp long lanh nha. Phối màu rất là đẹp. Nhìn trưng bày và nghe và bắt mắt, con này âm thanh rất hay nha anh em. Bass chép đánh rất hay. Đây, lưới đẹp này, lưới VH7 theo vàng đây. Lo e căng đẹp, không có thủng lỗ nào hết. E căng đẹp nha, không có thủng lỗ nào hết nha anh em. Đây, đẹp tuyệt vời nha. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây, mặt tiền lo rất là đẹp. Lo màng xanh, lo màng xanh. Đây, zin nguyên bản nha, em không có thay viền gì hết nha. Đây, lo màng lõm nè. Lõm và chép cũng lõm luôn. Đây, chép màng lõm luôn. Con này chép bass đánh rất hay. Bass đánh có lực nha anh em. Hay đường hơi nữa đây. Bass đánh rất lực nha anh em. Xây chung nhỏ nhưng mà đánh rất lực. Bass đánh rất hay. Bass đánh rất hay nha anh em. Con này phải nói là chất âm là xuất sắc. Cặp loa 60W nha anh em. Đánh rất là hay. Đấy, giờ em sẽ mở máy em test chức năng cho anh em nha. Bây giờ em sẽ test CD cho anh em nha. CD thằng này dẫn CD để nuốt nha. CD để nuốt rất là hay và độc đáo nha anh em. CD chạy tốt. Em sẽ cho anh em nghe, play cho anh em nghe. Anh em nghe CD nha.
đồng tháp vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn nóng từng tao gọi mày thương quá gần. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của bao người thân. Sẽ thử test MD chạy cho anh em nha. Tại vì này là đĩa nhạc Nhật về luôn, em không có hết nhạc Việt rồi, test anh em nghe nhạc Nhật đỡ nha. Test chức năng cho anh em chạy tốt thôi. Anh em nghe MD nha. Gắn cái dây gắn dây AV vô mà đi nha. We'll be right back.
MD chạy tốt nha anh em. MD là chạy hoàn hảo, không có kén, không có gì hết. Bây giờ em sẽ test băng cassette cho em nghe. Thì cái đầu cassette này nó âm thanh nó rất hay nha anh em. Băng mà mình sang chất lượng mình nghe không có thua CD đâu. Con này thì băng của nó là dạng băng nuốt, cũng giống như là nuốt như MD và CD. Đó, mình để vào nó tự nuốt băng thôi. Rất là hay nha anh em. Con này rất là đáng chơi và sưu tầm nha anh em, đủ 3 thớt nha. Anh em nghe băng cassette em hát nha. Này. Âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tiếng thành phố buồn lắm tơ vơ, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều trầm trầm thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Ok anh em, CD em đi băng cassette chạy rất tốt, không có lỗi lầm gì nha anh em. Âm thanh hay, con này âm thanh là rất hay, không có kén nhạc gì hết nha. Nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc gì đánh cũng hay hết. Đấy, chép bass đánh rất hay. Con này rất đáng chơi và sưu tầm nha. VH7 Kenworth VH7 đủ 3 thớt nha anh em. Thì em bán ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, em ship hàng toàn quốc. Và em chỉ nhận chuyển khoản đủ và em ship chuyển phát tận nơi. Xin lỗi anh em là em không có ship COD nha anh em, mong anh em thông cảm nha. Thì anh em có nhu cầu cứ alo trực tiếp hoặc nhắn tin cho em. Thì giá của con này là 3,2 triệu nha anh em. Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha.